Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Cục Hàng không Việt Nam và các chuyên gia cho rằng quy định cách ly với khách quốc tế vào Việt Nam 7 ngày là quá dài và cần phải có sự nghiên cứu rút ngắn. Theo đó, Cục này đề xuất rút ngắn thời gian cách ly từ 7 xuống 3 ngày qua khách có thể ở khách sạn 1 ngày. Nếu xét nghiệm âm tính thì được di chuyển, nếu dương tính áp dụng theo đúng quy định trong công tác phòng chống dịch. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bỏ quy định cách ly 7 ngày đối với những thị trường được đánh giá kiểm soát dịch tốt, tỷ lệ dân cư đã tiêm vaccine cao, khách đã tiêm đủ 2 mũi, có xét nghiệm Covid-19 âm tính, sau chuyến bay có thể cách ly 1 ngày. Về căn cứ để mở đường bay quốc tế thường lệ vào đầu năm tới, Cục Hàng không Việt Nam cho biết thời gian qua, các chương trình thí điểm chuyến bay combo cho người Việt về nước tự trả phí để cách ly kết quả không có trường hợp nào lây nhiễm ra cộng đồng. Đây là bằng chứng quan trọng cho thấy năng lực tổ chức chống dịch của các khu du lịch nghỉ dưỡng và khách sạn hiện nay.